Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mọi người nhớ xem, like, share và nhấn nút đăng ký ủng hộ mình. Quyền ơi Quyền, ta lại mày Quyền ơi. Mất dạ nhiều thứ chứ tờ mất nè. Em có hai đứa con. Em có hai đứa con mà mọi người biết không, lúc nào cũng mưa. Em từng giận em chết mẹ em cho bác hồi. Chứ em đâu ai đừng nói em nhục quá. Đi tới đâu là nó làm em nhục tới đó hà. Xong chưa? Rồi rồi kìa. Chưa hút kiểu, bây giờ 50 gần 15 cái rồi. Hello mọi người. Hello mọi người, đây là cái lẩu. À gọi là lẩu gì ta? Lẩu Thái hả? Lẩu hải sản. Lẩu hải sản. Lẩu Tứ Xuyên chứ. Lẩu lẩu Tứ Xuyên thật đơn như lẩu Tứ Xuyên. Đâu nói lẩu Tứ Xuyên coi. Lẩu Tứ Xuyên. Lẩu Hồng Kông. À lẩu Hồng Kông mọi người. Cho các thi xin cái chén. Đó. Miễn sạch không? Đây, Cát Thi sẽ cho mọi người coi là cái lẩu này có những cái món gì. Và đặc biệt là Cát Thi thích ăn lẩu, Cát Thi rất là thích ăn thanh cua. Cho chị chén nước mắm ớt chứ hả? Đúng không? Lẩu này sẽ ăn với nước mắm ớt. Cát Thi rất là thích lẩu thanh cua. Ê lùng, cái miếng thanh cua nó rất là ngon. Và tại vì sao mọi người biết Cát Thi thích ăn thanh cua không? Nó dai dai, rất là xuất sắc. Thấy không? Và song song với đó Cát Thi sẽ ăn gâu nhúc, nhưng gâu nhúc mọi người lưu ý nha. Mọi người ăn lẩu á, mọi người đừng nhúng gâu nhúc vô và để ngâm. Mọi người đem ra mọi người vớt liền để cho nó sống sống chín chín vậy nè. Nó ăn dễ. Một lát mình đi cà phê đi. Mai tôi cũng đi làm. Ủa mai Tân đi làm hả? Bữa nay Tân từ chối. Ngày nào em cũng đi làm mà. Bữa nay Tân không. Từ chối là tới 3-4 giờ. Từ chối là mấy giờ mới xong đây? Mấy giờ? Có mấy giờ mới xong đây? Ăn xong bao lâu nữa? Tôi đi gom tiền. Bây giờ đi gom tiền đúng không? Cứ việc đi. Một lát dòng lại, một lát điện thoại trước khi dòng lại. Ok. Có tới việc riêng của mình phải làm. Nhắn tôi làm. Từng nhắn không có làm cho. Nó phải bình tĩnh. Em không có tầm ảnh hưởng. Đâu có số đâu. Đâu có số đâu. Anh bữa đi Vũng Tàu không anh? Em Facebook rồi. Dạ không. Dẹp luôn đi anh. Làm rồi. Cái lẩu rất là xuất sắc. Và có thể đang đợi nước mắm. Chưa. Nhưng đặc biệt ở đây có thể quên nói với mọi người nghe. Cái cách phục vụ rất là dễ thương nha. Nhân viên phục vụ rất là dễ thương luôn. Mọi người sai đi đâu, người ta đi làm hết luôn. Người ta rất là dễ thương. Xin đồ ăn cho thêm luôn. Đặc biệt cái bill tính tiền thêm. Con tôm rất là tươi nè mọi người, đỏ lòm. Tôi đi nha. Đặc quá à. Tôi đi, tôi rồi, một lát bill này quay lại phải không? Mày ơi. Ok. Em đi đây đi. Nãy họ hốt nè. Tôi đi đây. Đây thôi, tôi đi. Chút quay lại. Bây giờ. Ok. Hai cái thẻ xe của ai nè? Của Bình Định hay là của ai? Hai cái. Hồi nãy có quên lấy thẻ. Mọi người biết không? Giữ cho Ngọc Quyền đi, của Ngọc Quyền á. Nha, đi. Đây là cái thì múc cho chén đâu. Quay luôn. Mọi người ơi, mọi người ngồi đây nè, mọi người coi được xiếc nữa. Coi được em nó xiếc nữa mọi người, quay em đó. Đó quay coi được xiếc nữa mọi người, đó. Rất là xuất sắc. Đó. Mọi người nhớ ủng hộ giùm cho 42 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận nhất cho mọi người nha. Cái gì ăn bún không? Ăn bún nè, cho một miếng bún, cho mẹ một miếng bún. Nhiều không anh Tâm? Ít thôi, ít thôi, vừa. Không, Tân kêu món xào đi. Cái món xào là cù. Đó vậy. Tân một ăn, Tân kêu món xào. Cái món sau của mình tự giải quyết. Không sao đâu, thì mình đừng có ngại, hiểu không? Tại vì nhiều khi sợ tưng ngại, hiểu không? Cái lẩu nó có hai khoanh. Một khoanh bên đây để cho mọi người đựng rau hoặc là đồ ăn. Khoanh bên đây để mọi người trụng, không vừa vừa thôi.
bà nội mày muốn một tí xíu ai ăn bà nội đó mọi người, đầy đủ có 2 ngăn để cho mọi người tự lựa chọn nha. Rồi các thi sẽ lấy một cái ngăn đầu tiên, các thi sẽ thử nước lẩu để cho mọi người coi ở đây có gì mà đặc biệt mà thấy ai cũng giới thiệu quảng cáo trơn á, ai cũng nói là quán ốc 39, quán ốc 39 là cái quán ốc là xuất sắc và đồ ăn rất là ngon và đặc biệt là rẻ, giá cả phải chăng ốc phải bị mắc bằng những cái quán khác. Quán khác thì mình ăn xong mình tính vô một bill 1 triệu mấy 2 triệu, nhưng quán ở đây á nó thật mọi người á, ăn 10 món đồ ăn mà hồi nãy chị kia ăn 10 món đồ ăn nha, mà chưa có tính bia tính bia vô luôn á, tổng quát luôn á, có 1 triệu 20 ngàn à, 1 triệu 20 ngàn mà trong khi đó 10 món đồ ăn. Thì như vậy là rẻ không, đúng không, như vậy là rẻ. Tại vì á bà đó bà uống là tổng cộng 20 chai bia, là bà uống 20 chai bia tịnh vị chi ra là gần 400 rưỡi, mà 1 triệu 20 ngàn là vị chi là chưa được 600, đồ ăn chưa được 600 mà bà kêu 10 món, đúng không, vậy là ok đó. Lẩu, nước lẩu rất là dễ ăn nha mọi người nha, vừa ăn chua chua cay cay rất là dễ nuốt và nghe được một cái mùi lẩu Thái nè. Chút qua đây luôn nè, quán phim này đi luôn. Ok ok đó. Rất là ok. Ngon vậy Ngọc Quyền, nói cho khán giả ta nghe coi con. Điểm đâu người ta lại đây ta không biết á. Cái gì là cái phải gọi là từ gì nè mẹ? Auto ngon luôn. Auto là cái gì? Auto ngon. Là cái gì? Auto hả? Auto ngon luôn mọi người nha. Mọi người rất là auto ngon. Auto ngon. Auto ngon. Thôi má bữa nay là ngủ má. Có gì tao không biết tao mới hỏi tao mới nói, chứ tao biết mày dụ tao. Ngon quá à. Ăn không giờ bút tay. Ăn từ giờ gần 10 món rồi hả? Ăn từ giờ gần 10 món rồi. Mà vẫn muốn ăn nữa. Các thi xin nhã trai một ngày á. Để nghe đâu ông nghe nói vậy nè. Các thi đang ăn chay mà các thi phải xin nhã chay một ngày vì cái ông anh ông nói á, ở đây ngon lắm, ở đây tuyệt vời luôn, em ghé đây đi em ăn thử đi, đây ngon lắm. Mà các thi nói là thôi em đang ăn chay, không anh nói thiệt em ghé một ngày thử đi, mà thực sự ghé xong rồi mới biết cái cảnh của nó rất là xuất sắc và đặc biệt thiệt sự luôn á. Mà nói á, cái giá cả nói về vấn đề mặt bằng á, ở đây rất là mắc, tại vì trung tâm quận nhất luôn rồi, rất là mắc. Và song song vào đó mọi người biết không, đồ ăn rất là sạch sẽ và nhân viên rất là tốt, cư xử với lại khách rất là ok. Thực sự có nhiều người ta nói đến ăn là quan là một, nhưng mà thực tế là người ta cần cái cách cư xử của nhân viên. Nhưng mà nhân viên ở đây mọi người biết không, người ta dọn dẹp là ok, ở nào mà bạn vừa thấy mà giỏ ốc tí xíu là ta lại ta gom, vừa một tí xíu gác là ta lại ta gom, ta gom sạch sẽ luôn. Nhưng mà tại vì các thi thấy nó, mấy em nó gom hoài, các thi nó hôi được có gom nữa, gom hoài mình bị ngại đúng không. Em mời mọi người nãy cho em quên. Nè nó nghe nè, nó nghe nè. Bây giờ xin lét nè. Bây giờ xin lét nè, với là Ngọc Quyền. Máy này quen nè. Ngày nào cũng tập trên TV á. Này em tôi. Anh nói chuyện bậy nè. Bữa mới làm gái bút em với ai nó quen. Trời ơi trời. Nó nghe nè má. Ông ổng mê, ổng mê gái. Không, bữa ổng xì nó nhìn lộn. Ổng mê gái chứ ông không có bị mù mà móc mày. Mà bóc mày, mày biết ai bóc không? Mấy ông xe ôm xích lô quá. Thôi vậy chứ mấy ông nó có tiền lắm nha. Hả? Có nhiều tiền biết sao không? Có nhiều tiền đi chơi đĩ. Trời ơi. Ủa chuyện này. Trời, tôi nghe cái sướng cái từ đĩ sướng vậy sợ. Ngọc Quyền xin lét ơi, con đứng con qua bên con người mời bia giùm cho mẹ từ bàn giùm coi. Để nhớ để... về lòng vô cái tiếng che chữ đó giùm em nha quý vị. Không, không che luôn, để luôn cho em. Thôi che đi kỳ lắm. Em không che lấy đâu chị che. Em còn không che mà chị. Trời, em còn nói nữa mà. Bộ chị tưởng là nghe cái từ đỉ là dễ lắm hả? Cái từ đỉ là cái từ sang trọng, cái từ đẹp, từ quý phái. Nè như mọi người nè, mọi người sao con xin lét? Có ai dám kêu nó đỉ không? Đỉ. Có ai dám kêu không? Đỉ. Thấy không?
Tại vì biết không, nó đâu có được từ đó đâu, nó có làm không, đâu ai đi đâu. Cái mặt sang lên coi. Đó, đó. Đó, coi coi cái mặt. Mặt sang lên. Cái mặt nó giống mặt ngựa kìa không? Chị xin lép mà quay bán không? Mọi người ăn có thấy ngon không? Quá xuất sắc đúng không? Không. Đặc biệt là cái điểm yếu quán mình là gì không? Bây giờ không bao giờ đủ tiền mà trả mặt bằng, tại đồ ăn rẻ quá. Đồ ăn rất là rẻ. Thực sự em ăn á mà em thấy cảm giác là hồi nãy em vô trong đó bà đó mới kêu 10 món. Tính luôn bia là 11, 12 vậy á. Mà bà tính ra có 1.200.000. Thì quán nó là rẻ. Giá bình dân. Giá bình dân. Giá bình dân. Không. Ngon ha, ăn ngon miệng đúng không? Đồ ăn ngon. Ok, đồ ăn rất là xuất sắc. Mà đặc biệt là là nó không bị trùng lập nhá. Đặc biệt. Rất đặc biệt. Em còn lôi hai đứa con em leo nữa. Đó. Đặc biệt chỗ đó đó. Ai... À, chú Hùng, chú Ngục. Dẫn đi mắc cỡ cũng chết vậy á. Văn hả con? À, mình xin lỗi con. Thôi. Mình xin phép kết thúc video clip tại đây. Mời các bạn xem vào một video clip tiếp theo. Bye bye.